Hình ảnh cha mẹ em suy sụp, em gái chỉ mới 6 tuổi đeo khăn tang rồi ôm với ảnh anh trai khiến khán giả cũng như các nghệ sĩ V-biz vô cùng đau lòng xót xa. Tối ngày 27 tháng 2, thông tin diễn viên Nhí, Ốc Bảo Bảo và Út Khoa trong Gạo Nếp Gạo Tẻ qua đời khiến khán giả và các nghệ sĩ V-biz vô cùng đau lòng xót xa. Theo thông tin từ gia đình, Ốc Bảo Bảo bị sóng cuốn trôi ở Vũng Tàu vào hôm 25 tháng 2. Đến 3 ngày sau, gia đình mới tìm được thi thể. Tang lễ của nam diễn viên Nhí diễn ra kín đáo riêng tư vào sáng ngày 28 tháng 2. Từ 7 giờ sáng, thi thể Ốc Bảo Bảo được đưa về nhà riêng để bạn bè sau V-biz và người thân đến nói lời tiễn biệt. Hình ảnh linh cữu trở về trong vòng tay của gia đình khiến ai nhìn cũng đau lòng. Tang lễ của Ốc Bảo Bảo sẽ diễn ra ở nhà riêng tại thành phố Hồ Chí Minh từ lúc 8 giờ sáng. Sau đó linh cữu đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước, thành phố Hồ Chí Minh. Theo hình ảnh ghi lại, suốt quá trình diễn ra tang lễ đến lúc hỏa táng, mẹ Ốc Bảo Bảo suy sụp hoàn toàn, bà khóc sưng mắt và có người dìu trong giây phút chia ly con trai. Có lúc không cầm cự được nỗi đau mà dẫn đến ngất xỉu tại lễ. Thời khắc nhìn con trai lần cuối, mẹ nam diễn viên nghẹn ngào lấy tay vuốt ve quan tài con trong xúc động. Con ơi, con chưa bao giờ làm mẹ buồn hết, mẹ có lỗi nhiều, mẹ rất tự hào về con đi thanh thản nhé con. Là người đàn ông trụ cột trong gia đình, bố Ốc Bảo Bảo sau khi chạy đôn đáo lo chuyện tang lễ cho con thì đứng lặng trước sự mất mát này. Ông chắp tay nguyện cầu trước khi đưa linh cữu con đến nghĩa trang Đa Phước. Nói về việc tiến hành tang lễ và hỏa táng sớm, bố của nam diễn viên nghẹn ngào. Sự ra đi đột ngột của Bảo là cú sốc lớn với gia đình tôi. Vì quá sốc, gia đình không thể nhìn con nằm đó mà quyết định đưa đi hỏa táng sớm. Ông bà đang bị bệnh, nhìn cháu như thế sợ rằng không thể trụ vững. Bố của Ốc Bảo Bảo cũng nghẹn ngào kể lại chuyến đi chơi cuối cùng của con trai. Bảo có xin phép đi chơi với bạn học chung ở Vũng Tàu. 10 giờ sáng còn gửi clip về cho bố em. Đến 12 giờ thì bạn gọi về báo tin bị sóng cuốn. Lúc đó Bảo và bạn ra biển tắm. Khi bơi ra xa thì cả hai đều bị nước cuốn. Bạn của bé ngoi lên và giơ tay cầu cứu. Còn Bảo thì không may mắn đến thế. Đặc biệt, hình ảnh khiến người thân lẫn khán giả chạnh lòng hơn hết chính là cô em gái chỉ mới 6 tuổi, vừa bước vào lớp 1 đã phải đeo khăn tang và ôm di ảnh tiễn anh trai về nơi an nghỉ cuối cùng. Với đôi mắt đỏ hoe, mái tóc rối bời sau lớp khăn tang, nhiều người không khỏi chạnh lòng cay mắt. Nhìn bàn tay nhỏ bé của em ôm tấm di ảnh người anh xấu số, người ta không khỏi xót thương cho cú sốc tinh thần quá lớn của bé khi còn quá nhỏ. Ốc Bảo Bảo được biết đến nhiều qua vai diễn trong những bộ phim được đông đảo khán giả Việt yêu thích như Gạo Nếp Gạo Tẻ 2018, Mặt Trời Con Ở Đâu 2018, Sông Lan 2018, Trái Tim Quái Vật 2020. Bên cạnh đó, em cũng từng đầu quân cho sân khấu kịch Hồng Vân, góp mặt qua các vở Gã Thợ May, Gác Cũ. Trước sự ra đi quá đột ngột của nam diễn viên Nhí, nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự tiếc thương với chàng trai nhỏ tuổi tài năng. Đạo diễn Thạch Thảo, diễn viên Nhí mang các vi, khắc ghi khoảng thời gian sát cánh cùng Bảo Bảo. Đăng bức ảnh cố diễn viên trong phim điện ảnh Mặt Trời Con Ở Đâu 2018, nghệ sĩ Huỳnh Đông xót xa, con rất giỏi và ngoan, mong con an nghỉ. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Việt Hương có dịp đóng chung với Bảo Bảo trong Mặt Trời Con Ở Đâu nói, dù không đóng chung nhiều, tôi nhớ mãi khuôn mặt sáng, nụ cười hiền của cậu bé. Bảo rất lanh lợi, nhớ thoại tốt, nhập vai nhanh.